Người ta có câu thất bại là mẹ thành công, thua kêu này thì thất bại kêu khác. Còn nếu mà thua tan nát thì ta cứ từ từ tìm cái khác mà chơi. Ai mua lượt hao lượt đây, ai mua hao? Ai mua lượt hao lượt đây, lượt đẹp đây, có ai mua hao? Lượt đây. Bà bán lượt hả bà? Đúng rồi. Nè quá trời nè, lựa đi ở con. Có lượt gì bà? Lượt hồng, hai néo, lượt vàng, khỉ đột và lượt tiếp màu tiếc. Mơ. Ê, bà tiếc có sao không? Bà có làm gì bà tiếc không? Mà bà bán cái gì vậy? Bà bán lượt. Lượt hả? Ê. Bà lượt có độc không vậy? Không, không có độc. Ở đây bà có nhiều loại lượt lắm. Một chải là sai đấm, hai chải là đấm sai, ba chải. Bà biết là cái gì không? Bà tôi đấm vô mặt bà đó. Mua không mua thì thôi, sao mày hung dữ quá vậy? Thôi tôi không mua bà ơi. Thôi mua giúp bà đi, mua giúp bà đi mà. Chốt lại là bà không đi đúng không? Chừng nào con mua đi, còn bà đi. Bà tiếc. Bà tiếc. Có chuyện gì thì nói, lắc đầu ai đâu mà hiểu. Bà chó. Tới lúc con ra tay nè bà chê ơi. Đợi đi chứ nó. Một, hai, ba. Không biết con bà Tiết này, nó tu mấy kiếp mà cái mạng nó lớn dữ vậy. Lần thứ nhất, tôi thuê ông họ Sang để hại nó, nhưng mà nó không chết. Lần thứ hai, tôi dùng cái kẹp ma thuật để hại nó, nhưng mà nó vẫn còn sống. Lần thứ ba, tôi dùng cái lược hát ác để hại nó, nhưng mà tại con chó bạc xê, nó làm phá vỡ kế hoạch của ta. Để ta xem lần này, con bà Tiết làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của quả táo ngâm độc này. Ai mua táo không? Táo đây. Ai mua táo không? Táo đây. Ai mà không mua bỏ lỡ tiếc lắm đó nha. Ai mua táo không? Táo ngon đây. Có ai mua không? Táo đây. Ai mua táo cô không? Cô bán táo sao vậy? Ở đây cô bán táo ngon lắm. Con muốn mua mấy quả? Dạ con mua một quả. Wow, bình thường táo nhỏ lắm mà sao táo của cô vừa to mà vừa đẹp nữa. Táo cô là táo Mỹ, hàng nhập khẩu mà. Cô kia, cô tính làm gì bà Tiết? Cô bán cái gì? Ô là trời, tao bán táo mà. Đúng rồi đó chú Lùng Xanh, bà bán táo ngon lắm á. Hai lần trước do dễ tin người quá nên mới bị hại. Vậy mà bây giờ chưa có kinh nghiệm nữa hả? Cô này bán táo thiệt mà. Táo này của ta có thể giúp những người như chú Lùng Xanh giảm cân đó. Cô nói có thiệt không? Nếu chú không tin, hãy lên Google mà tìm hiểu. Mua đi chú Lùng ơi, sẵn mua cho 6 chú Lùng còn lại ăn chung luôn. Rồi mua đi, táo ngon lắm. Ta nghe nói nhà này có 7 chú Lùng đúng không? Ừ. Sẵn ở đây ta có 7 quả táo, mua giúp ta đi. Mỗi người một quả, khỏi phải tranh giành. Cô nói đúng rồi đó chú Lùng Xanh. Vậy lấy cho ta 7 quả luôn đi. Riêng quả táo này ta tặng cho con. Dạ, cảm ơn cô. Kiểu như khuyến mãi đó phải không? Mua 7 tặng 1 đó chứ gì. Không, quả táo này ta chỉ tặng cho những cô gái xinh đẹp mà thôi. 7 quả táo này bao nhiêu tiền? Thôi gặp nhau coi như có duyên, ta tặng 7 chú Lùng luôn đó. À vậy ta cảm ơn cô nha. Bà Tiết ngồi ở đây chơi, không có được tiếp xúc với người lạ, cũng không có đi lung tung. Em nghe không? Dạ em biết rồi, chú Lùng đi gọt táo đi. Thơm quá à. Táo này về cho mấy chú Lùng sẽ thích lắm cho coi. Hả? Bà Tuyết, sao lại nặng như vậy? Bà Tuyết, phải kêu mấy đem về mới được. Bà Tiết ơi,
Bà Tiết. Chú luôn xanh, chú ở nhà canh Bạch Tiết kiểu như vậy. Bình tĩnh ra đi, vợ này còn trách nhau cái gì nữa. Anh mới là người đen mắt, bình tĩnh đó. Để Bạch Tiết vô nhà đi. Em vô đây. Em vô. Lần này Bạch Tiết chết thiệt rồi. Bạch Tiết. Chú luôn về coi. Có cách nào làm cho Bạch Tiết tỉnh vậy không? Dạ kính thưa hoàng tử, tại sao có rất nhiều nơi đẹp ngài không tới mà ngài lại tới cái nơi hoang sơ như thế này? Lỡ gắn rết nó cắn ngài rồi sao? Chẳng giấu gì ngươi, đêm qua ta nằm mơ thấy một nàng công chúa đẹp tuyệt trần, nàng còn ta tới giúp đỡ và sau đó ta sẽ lấy nàng làm vợ. Ngài chắc chứ? Công chúa sao lại ở nơi này? Linh cảm của ta không bao giờ sai, ngươi cứ tin ta đi. Hoàng tử, ngài có nghe thấy tiếng khóc không? Ta nghe rồi, chúng ta tới đó xem thử. Xin lỗi đã làm phiền, gia đình mình đang có chuyện gì vậy? À? Cho hỏi hai ngài là ai và đến đây có chuyện gì không ạ? Ta là hoàng tử ở vương quốc bên kia. Tình cờ đi ngang qua đây thì ta nghe được tiếng khóc, cho nên ta ghé vào xem thử để coi các ngươi có cần giúp đỡ hay không. Đây, đây chính là cô gái mà đêm qua ta đã mơ thấy nè. Hả? Thật là vi diệu quá hoàng tử ơi. Mà sao cô gái này lại nằm bất động ở đây vậy? Chuyện là như thế này nè. Câu chuyện là như vậy đó. Ngươi tìm thử xem có cách nào cứu được hay không. Mạch đập bình thường nhưng lại bất tỉnh, chứng tỏ có phép thuật can thiệp. Tại sao lại có phép thuật can thiệp chứ? Mình lại coi thử coi. Con gái con lứa nuốt miếng táo bự như vậy không mắc nghẹn chết là may rồi đó hoàng tử ơi. Thôi mà Tuyết tỉnh vậy là vui rồi. Này gương thần, ngươi có thấy hôm nay ta đẹp không? Chủ nhân lúc nào mà chả đẹp. Ngươi ở bên ta lâu như vậy mà không hiểu ý ta sao? Ý của ta là ta có phải là người đẹp nhất thế gian này không? Ô như kỵ, tức là y như cũ. Bạch Tuyết vẫn là người đẹp nhất. Gỗ gậy ta cho nó ăn táo độc, sao mà nó vẫn còn sống? Bạch Tuyết thật sự đã ăn quả táo độc, nhưng nàng đã được cứu bởi một chàng hoàng tử ở vương quốc kế bên. Vậy bây giờ hai đứa đó đang ở đâu? Số lượng câu hỏi của quý khách đã vượt quá giới hạn trong tháng này. Nếu muốn hỏi tiếp, xin đợi ở tháng sau. Tại sao ta cho con Bạch Tuyết ăn quả táo ngâm lợi độc mạnh nhất mà nó vẫn không chết? Hay là do độc có vấn đề?
Ta không tin. Thế là hoàng tử và Bạch Tuyết đã sống bên nhau hạnh phúc. Hay quá anh Dương ơi, công nhận câu chuyện này có cái kết đẹp thiệt. Mấy em có biết tại sao anh lại kể cho mấy em nghe câu chuyện này không? Dạ không. Bởi vì trong mỗi câu chuyện đều chứa những bài học ý nghĩa và dạy cho chúng ta trở thành những con người tốt. Hơn nữa, cái thiện sẽ luôn luôn chiến thắng cái ác và ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng những người tốt cả. Rồi thì team mình ngay lúc này cũng xin khép lại video tại đây thôi. Và rất mong các bạn sẽ đón nhận nhiệt tình cái sản phẩm này để cho tụi mình có thêm động lực sau này còn ra tiếp những cái bộ cổ tích mới nữa. Giờ Tiểu Dương nói với các bạn cái quy tắc cũ đi nè. Các bạn nhớ bấm đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye. Không biết con Bạch Tuyết này nó tu bao nhiêu kiếp mà cái mạng nó lớn dữ vậy. Lần thứ nhất thuê ông thợ săn để hại nó. Rồi đưa nè. Cái bóng bây giờ. Rồi ok coi. Giật mình lên quạo chạy lại cản. Ok không? Rồi, rồi chuẩn bị nha. Có xe rồi. Nói chung mỗi lần quay phim như thế này mình bắt mic lên mà có xe hay là có ai đó tiếng ồn nhỏ thôi. Mình phải đợi họ qua mình mới quay được các bạn. Thì nó hơi mất thời gian. Rồi chờ xe qua một cái rồi mình quay tiếp nha các bạn. Rồi. Rồi giờ thử cái nữa nha. Là Bạch Tuyết là cái đôi dép của anh nè. Rồi mấy đứa vô làm nè. Rồi chạy tới thấy Bạch Tuyết vô. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Chú xanh. Chú ở nhà cạnh Bạch Tuyết kiểu gì vậy? Bình tĩnh lên đi. Vợ này con trách nhau cái gì nữa? Anh mới là người đen mắt, bình tĩnh lên. Để Bạch Tuyết vô nhà đi. Rồi. Ok, chạy dép tôi. Rồi ok, vô quay đi. Chặt nước đá làm nước ăn cơm chua bạn ơi. Rồi. Ăn cơm đi mấy đứa ơi. Đây là bữa cơm trưa trong cái Bạch Tuyết và 7 chú lùn nha mọi người. Quay sáng giờ mệt không mấy đứa? Mệt. Bà cô đồng phải mát thì nóng luôn rồi. Đi thổi la hét thôi khàn cổ họng luôn đó. Trời áo luôn mà thằng ơi. Giao gắm dữ. Giao gắm cơ kìa. Ây da. Trời ơi. Sao muối.